Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE, truyện audio cổ đại. Đây là tập 89 của truyện Hồng Phai Xanh Thắm. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Chương 200: Đạo thế gian, đại đạo thiên hạ. Tiếng vè sầu vang lên từng hồi, mặt trời dần dần khuất núi. Vì bữa trưa ăn suýt chút nữa nghẹn chết, Thịnh Hoành lại cho người chuyển lời ông ta đang tập trung vào công vụ, muốn dùng cơm ở thư phòng, cho các con ăn riêng, không cần tụ họp. Hải thị hình như đã đoán chừng, bèn chia sẵn cơm canh đến thành mấy phần, chỉ huy bà hầu đặt ngay ngắn vào từng lồng riêng, sau đó đem đi các nơi. Công việc xong xuôi, chị ta vội vã bước về phía viện của mình, thấy chồng đã dùng xong cơm, đang ngồi cạnh bàn thổi một chén trà ấm. Hải thị lặng lẽ đi tới nói nhỏ: "Trời vẫn còn sáng, chẳng ăn vội vã như vậy, cẩn thận tiêu hóa không tốt." Trường Bách đặt chén bát xuống rồi lại đứng dậy nói: "Càng nhanh kết thúc càng tốt." Hải thị nhìn về mặt của chồng đã mệt mỏi, lấy làm đau lòng, cũng không khuyên bảo gì thêm, bước tới giúp chồng chỉnh lại trang phục, lại chần chừ nói: "Hôm nay bà ngoại bị chúng ta chọc giận không nhẹ, có thể nghe chàng khuyên sao?" Trưởng Bách lại trầm ngâm chốc lát: "Nếu như không nghe, ta cũng sẽ có cách đối phó." Hải thị gật đầu, lại nghe Trưởng Bách dặn dò: "Nàng ăn xong, đi thảo ăn đường hầu hạ lão phu nhân thay cho em sáu. Ta nhìn sắc mặt con bé không tốt, mệt mỏi quá rồi." Hải thị lại cười nói: "Còn cần chàng phải nói sao? Em biết mà. Em mang thêm mấy anh em thằng Toàn, cho lão phu nhân nhìn một cái, không chừng bà lại phấn chấn, lại hồi phục nhanh." Trường Bách lại thêm một câu: "Cũng được, nhưng có điều bà nội vẫn bệnh, đừng để trẻ con ồn ào." Nói xong, Trường Bách dạo bước, cổng trong đã có xe ngựa và phu xe chờ sẵn. Hai chủ tớ cùng mấy gia đình ra khỏi cửa, rồi đi thẳng về hướng nam. Chưa tới nửa canh giờ đã tới cổng chính một tòa tứ hợp viện. Hai bên cột gỗ sơn mộc, tấm biển trên ghi chính quy: Phủ Vương Các Bộ. Quản sự gác cổng nhìn thấy Trường Bách tới, tức khắc sai người đi báo tin, chính mình lại tự dẫn đường. Vương lão phu nhân tinh thần không an ổn, cơm tối không ăn được mấy, tự ở trên giường là hắn thở dài liên tục. Cậu Vương bưng một bát cháo tổ yến đứng hầu bên cạnh, ngập ngừng không biết khuyên nhủ ra sao. Hai mẹ con nghe thấy Trường Bách tới cửa, hai mặt lại nhìn nhau, một nhanh chóng ngồi dậy, vẻ mặt ngạc nhiên và nghi ngờ, một thả bát xuống, cho người hầu hạ lùi hết ra. Trưởng Bách bước vào nhà, chắp tay hành lễ thật sâu. Vương lão phu nhân lại cười nhạt nói: "Cậu đã là thanh niên lão già, bà già này không có dám nhận lễ. Chẳng lẽ ban ngày dạy dỗ tôi vẫn còn chưa đủ, bây giờ muốn đuổi tới mắng tận đây sao?" Trưởng Bách cúi đầu nói: "Hôm nay cháu đã vô lễ, bà ngoại muốn đánh muốn mắng đều được. Nhưng mà việc của dì tuyệt đối không thể nào thay đổi. Cháu đã nhờ cố hầu gia đi phủ nội tình, trình sổ rồi, sẽ sớm đưa người đi. Chỉ xin bà ngoại hãy đồng ý." Thần giới ti không tùy ý giam giữ người, cần phải cả nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ nữ quyến phạm tội đồng lòng mới cho tiến vào. Cơn giận của Vương lão phu nhân vừa ngôi đi lại bùng lên, lại vỗ giường mắng to: "Chỉ cần ta vẫn còn sống, tuyệt đối không cho các người giày xéo con gái lớn của ta. Muốn ta đồng ý sao? Nằm mơ đi." Đối mặt với phản ứng này, Trưởng Bách cũng không kinh ngạc, lại chỉ nhẹ nhàng nói: "Dì là do bà ngoại sinh ra, cháu thân là đàn ông, dù chưa trải qua 10 tháng hoài thai khổ cực, nhưng mỗi lần nhìn thấy đứa nhỏ ngây thơ dưới gối, chỉ thầm mong các con cả đời không chịu khổ đau. Sao có thể không hiểu tấm lòng mẹ hiền của bà ngoại?" Vương lão phu nhân đỏ viền mắt, vẫn tức giận quay mặt đi không chịu nhìn anh ấy. "Cháu nói thì rất êm tai, nhưng vẫn sống chết ép buộc gì của cháu." Trưởng Bách lại chậm rãi bước lên vài bước, đứng bên giường la hán, lại cất tiếng: "Năm đó ông nội đột ngột qua đời, ông bà ngoại vẫn ở trong kinh thành, hai nhà vẫn còn qua lại với nhau." Vương lão phu nhân lại nghiêng người ngồi, im lặng không lên tiếng. Trưởng Bách lại tiếp tục: "Lúc bà nội mới ở quá, chỉ là hơn 20 tuổi, cụ ông cụ bà Dũng Nghị hầu vẫn còn. Từ trên xuống dưới nhà họ Từ đều khuyên bà nội hãy tái giá." Vương lão phu nhân nghiêm mặt, ánh mắt hơi có chút thay đổi: "Có một số việc, sau này cháu mới biết." Trưởng Bách lại khẽ thở dài: "Kỳ thực, họ Từ đã tìm được người rồi,
là đại nhân đương chức tuần phủ Chiết Giang Đường An, tiến sĩ hai bảng. Dù rằng tuổi khá lớn, nhưng mới chỉ có hai con gái, một con trai dòng thứ. Bà nội mà gả vào đó, nhất định có thể sống bình an mỹ mãn. Vương lão phu nhân vẫn im lặng, cậu Vương lại cảm khái. Họ Đường là thế tộc Tùng Giang, thỉnh lão phu nhân thủ tiết vì ông cụ thông gia, nuôi dạy em rể. Thực sự là... Ông ta nhìn sắc mặt mẹ mình và ngừng lại giữa chừng. Mấy chục năm qua, bà nội lại không chỉ bảo vệ tổ sản cho cha con, còn lấy của hồi môn giúp cho cha con lo liệu, mời cả danh sư. Năm đó, lúc nghị hôn cho cha, Phủ Dũng Nghị Hầu cố ý muốn kết thông gia. Bà nội lại không vừa mắt cháu gái trong họ, là con gái dòng thứ, tướng mạo cùng với của cải đều không được như ý. Vì tiền đồ của cha, bà thà rằng cắt đứt quan hệ với họ Từ, cũng phải tìm cho cha một mối hôn nhân tốt. Còn chị cả, cha cũng cùng với mấy em gái, có ai mà bà nội không coi như cốt nhục chính mình để đối xử chứ? Từng việc, họ Thịnh chịu ơn huệ như núi cao biển sâu của bà nội. Nếu như cha cháu và cháu không đòi lại công bằng cho bà, vậy cha con cháu vẫn được coi là con người sao? Trường Bách nắm tay lại thành đấm, nện xuống liên tục. Vương lão phu nhân không nhịn được thở dài. Bà thông gia thực sự là phẩm cách chính trực cao thượng, không hề tính toán cho riêng mình. Mẹ cả cưới cháu bên nhà mẹ đẻ, cho con dòng thứ, vừa có thể gắn bó hơn với nhà mẹ đẻ, lại còn lôi kéo được con dòng thứ. Đúng là đạo lý hiển nhiên. Nói cách khác, nếu như trước kia Thịnh Hoành cưới cháu gái nhà họ Từ, Thịnh lão phu nhân cũng không phải chịu tội như ngày hôm nay. Cháu rất biết bà ngoại đang giận điều gì. Cháu vì một người không có huyết thống mà trừng phạt gì, chống đối với bà ngoại, không để ý tới cốt nhục chân chính. Trường Bách bình tĩnh nhìn, Vương lão phu nhân lại hừ một tiếng, nhưng mà sắc mặt không phẫn nộ như trước nữa. Khi đó, bao nhiêu người khuyên bà nội, không phải là cốt nhục của mình, nuôi không được quen. Không chỉ người đời như vậy, ngay cả dì cũng nghĩ như vậy. Vì vậy dì mới không một chút kiêng dè hại bà nội. Dì đoán trước là cha con cháu sẽ giờ cào đánh khẽ. Trường Bách bỗng nhiên cao giọng, lạnh lùng nói. Trên đầu ba thước còn có trời cao. Vậy lẽ nào thực sự để tới lúc bà nội ở dưới suối vàng rồi, mới có thể ngậm ngùi biết vậy chẳng làm. Để cho thần linh trên trời dưới đất đều sẽ biết rằng, người trên cõi đời này đều là vong đổ vong ân phụ nghĩa hay sao? Cậu Vương lại thầm đồng tình. Vương lão phu nhân cuối cùng cũng than khóc bì thường, chậm rãi xoay người nói với Trường Bách. Bà làm sao mà không biết gì cháu sai lắm rồi. Nhưng cuối cùng vẫn là cốt nhục của bà. Cốt nhục của bà ngoại, liệu chỉ có một mình gì sao? Trường Bách vô cùng bình tĩnh. Vương lão phu nhân lại giật mình. Trường Bách lại nhìn thẳng bà. Khi còn nhỏ, mẹ thường nhắc tới ông trẻ Vương. Dù đối xử với mẹ vô cùng tốt, nhưng điều đáng tiếc nhất của mẹ là không được hầu hạ bên cha mẹ ruột. Lúc chơi đùa cùng với trẻ con nhà hàng xóm, lại không thiếu lần bị người ta nói là đồ bỏ đi, cha mẹ không cần. Vương lão phu nhân lại chua xót trong lòng, rơi lệ nói. Bà có lỗi với mẹ cháu, luôn luôn muốn bồi thường. Trường Bách lại nói. Mẹ bị nuôi ở bên ngoài mười mấy năm, chưa từng được ông bà yêu thương. Dì cũng là không có một nửa phần thương xót. Vương lão phu nhân há miệng, nói không được những lời phản bác. Trở lại ngày hôm nay, dì hoàn toàn không để ý tới an nguy của em gái ruột, nên còn chủ định hãm hại nữa. Trường Bách lộ ra một vẻ mặt giận dữ. Bà ngoại vẫn luôn nói những chuyện huyết thống cốt nhục, nhưng mà dì có nửa phần nghĩ tới mẹ cháu cũng là cốt nhục thân thích của dì không? Cậu Vương lắc đầu. Em ấy cũng thực sự là quá đáng. Đến cậu nghe mà cũng cảm thấy đau lòng nữa. Vương lão phu nhân nhìn con trai, lại nhìn cháu ngoại, rồi yếu ớt nói. Nhưng như vậy cũng không cần phạt nặng đến như thế chứ. Thận giới tì kia thực sự không thể đi được. Trường Bách nói. Khi xưa đến chơi nhà ông bà ngoại, cháu cùng với em Hữu leo cây sơn tra, khổ cực một hồi mới hái được non nửa giỏ. Ông ngoại lại vứt đi một nửa số quả chúng cháu hái được. Cháu thế nào cũng không nỡ. Ông ngoại lại dạy chúng cháu rằng, nếu như không vứt bỏ quả dập nát, sâu thối, thì những quả còn lại, dù có tốt đến mấy, cũng sẽ không thể nào giữ lại được. Đối với con người, cũng là đạo lý như thế. Câu nói này đến bây giờ, cháu vẫn còn ghi nhớ. Nhắc đến người bạn già đã qua đời, Vương lão phu nhân lại khó nhọc nói. Ý của cháu là... Trường Bách lại nói. Dì đã sớm là một quả sâu thối rồi, chỉ biết liên lụy tới người nhà. Vương lão phu nhân lại cả giận.
Sao cháu có thể nói với bề trên như thế? Những năm gần đây, cậu không ngừng giúp dì thu dọn cục diện rối rắm. Dù bà ngoại có khổ tâm chỉ bảo như thế nào, dì vẫn làm theo ý của mình. Cay nghiệt với con dòng thứ, ngược đại vợ, ngược lái vợ lẽ hầu ngủ. Đóng cửa một chút, là động một chút đánh chửi, tra tấn rồi đòi mạng người. Lần này hẳn là cũng không phải lần đầu tiên dì hạ độc đâu. Trưởng bác lại nhìn cậu Vương. Để giúp dì khắc phục hậu quả, cậu đã bao nhiêu lần mặt dày đi cầu người, bao nhiêu lần đút lót, tốn bạc, làm bao nhiêu việc không nên làm. Theo tư lịch của cậu vốn nên sớm được điều về kinh làm quan, nhưng mà mười mấy năm nay vẫn chỉ là đảo quanh bên ngoài. Dù tính là cùng cấp, quan kinh thành cũng cao hơn nửa bậc so với quan ngoại tỉnh. Trước kia, cậu Vương có cấp quan cao hơn Thịnh Hoành. Lúc Thịnh Hoành vào kinh, hai người ngang nhau. Giờ quan phẩm Thịnh Hoành đã cao hơn cậu Vương đến nửa cấp, thêm vào quan trong kinh cho nên lại càng hơn một bậc. Nghĩ tới đường làm quan của chính mình, cậu Vương không khỏi ảm đạm. Vương lão phu nhân lại nhìn con trai áy náy, cúi đầu thở dài. Không chỉ có cậu, còn có em Hữu. Việc của em họ Nguyên Nhi, cháu đã có từng nghe nói. Trưởng bác tiến thêm một bước. Tuy nói chị dâu Văn Thị của chi cả nhà cháu mấy năm rồi mới có con, nhưng mà nhà họ vẫn là có con trai khác để nối dòng. Mà ông ngoại là một mạch duy nhất, kéo dài tới bây giờ. Bà ngoại đã vô cùng tốt với dì rồi. Đối với con gái nhưng mà lại có lỗi với họ Vương. Vương lão phu nhân lại nhớ tới ông chồng đã mất, trong lòng hoảng hốt. Em Hiếu tuổi đã lớn rồi, bà ngoại cũng nên tính toán thay cho họ Vương đi. Trưởng bách lại nhẹ nhàng khuyên bảo. Chỉ cần gì còn đó, họ Vương lại tiếp tục vất vả thay cho dì. Hôm nay giết người, ngày mai hạ độc, vậy khi nào mới dừng chứ? Lẽ nào bà ngoại vì che chở cho con gái làm nhiều việc độc ác mà không quản tới cậu, không quản tới em Hữu và còn mấy người chị họ sao? Bọn họ chẳng lẽ không phải là cốt nhục của bà ngoại? Vương lão phu nhân càng nghĩ càng chột dạ. Chồng quá cố tài năng chắc tuyệt, công huân rực rỡ, linh vị được đặt ở trong điện danh thần, vang dội thiên hạ. Con trai tư chất chỉ ở mức trung bình, dù không thể nào hơn con cha, nhưng mà vẫn giữ được cơ nghiệp. Vương Hiếu vẫn là được tổ, ơn tông, nhưng mà đời sau của cháu thì sao? Mắt thấy nhà họ Thịnh đang dần dần thịnh vượng, con cháu sung xuê, người người đều đọc sách tham gia hoa cử. Thông gia phần lớn là nhà thanh quý có thế lực, so ra chính mình lại không thể bằng. Huống hồ, cháu trai bây giờ vẫn chưa có con nối dõi. Lẽ nào không đưa vào thận giới ti thì không được? Nghĩ tới con trai thành thật hiếu thảo cùng với bà nội, Vương lão phu nhân lại dần dần dao động. Không đưa không được. Trưởng bác vẫn quả quyết. Dì dậy mãi không sửa, trước đây chỉ đóng cửa trong nhà làm loạn. Bây giờ lá gan càng lúc càng lớn. Chưa tính tới việc là thân thích với nhau, họ Thịnh cũng là nhà quan lại có mặt mũi, mà dì cũng dám ra tay. Lôi em gái ra gánh tội thay, không sợ gì hết. Dì chắc chắn bà ngoại sẽ cứu mình. Giờ nếu như không mạnh tay, lần tới gặp rắc rối, càng không thể nào thu dọn. Nhưng mà nó cũng không được ra ngoài nữa mà. Vương lão phu nhân lại khóc lóc, dần dần đã lung lay. Quân tử mắc tội, cũng chém năm đời. Bao nhiêu nhà thế gia thanh quý quản thúc con cháu càng nghiêm khắc, chính vì sự họa từ trong nhà mà ra. Trưởng bách lại nhẹ nhàng đỡ lấy vai của lão phu nhân khuyên nhủ. Bà ngoại à, sau này quan tâm đến anh họ Khang là được rồi. Suy nghĩ một chút lại bỏ thêm một câu. Nếu không, Dượng Khang nhất định là sẽ bỏ vợ. Vậy khi đó anh chị họ sẽ ra sao? Vương lão phu nhân rơi lệ, nói không nên lời, đầu óc xoắn xuýt rối mù. Trưởng bách tiến tới một bước, chân trước gần bà ngoại, gần từng chữ. Cho dù có mất 20 năm sĩ đồ, cháu tuyệt đối không thể nào để cho dì ở bên ngoài nữa. Vương lão phu nhân chậm rãi thấm lệ, lòng biết ý cháu ngoại đã kiên quyết, do dự nói. Dượng cháu chưa chắc là sẽ đáp ứng đưa đi thận giới ti đâu. Con dì cả căm ghét con gái đã lâu rồi, một khi biết việc này, nhất định sẽ không đợi được mà viết hưu thư. Không, Dượng chắc chắn sẽ đồng ý. Lần đầu tiên trưởng bách nở một nụ cười. Tại sao ông ta lại đồng ý? Trong thư phòng, hai cha con ngồi đối diện, trên bàn bày một bình rượu nhạt, hai đĩa điểm tâm, thêm một đĩa vịt hầm tương. Thịnh Hoàng lễ vô cùng ngạc nhiên. Dì Dượng của con tuy là vợ chồng nhưng mà đã sớm được như nước với lửa. Hiện giờ lý do tốt như vậy, muốn bảo vợ còn không kịp. Tại sao lại chịu ngoan ngoãn nghe lời? Trương Bách vén tay áo, rót rượu cho trà, lại chậm rãi nói. Trong phòng giường có một bà lẽ họ Kim, rất là có thủ đoạn.
Chẳng những có con trai con gái, còn được sủng ái mười mấy năm không suy. Thịnh Hoành lại sững sờ, lập tức nói. Vậy chẳng lẽ trước kia làm lẽ cho vương gia là con gái gì kim này sao? Trường Bách gật gù, đặt bình rượu xuống, lại nhẹ giọng nói. Thu hạ hầu gia có người giật dây chuyền lời tâm phúc bên dì kim. Bất kể là dì Khang bị hưu hay là mất mạng, dựng không còn là chính thất nữa. Tất nhiên là phải tái giá. Nếu như cưới về một vị phu nhân trẻ đẹp, dì kim này nên làm gì? Thịnh Hoàng lại thong thả tiếp lời. Chính vì như vậy, dì kim này mong muốn nhất chính là thấy dì của con chỉ còn là chính thất phu nhân trên danh nghĩa. Vừa tránh cho phu nhân mới vào cửa, bà ta ở trong nhà có thể coi như chủ gia đình. Con trai con gái sẽ được thuận lợi. Trường Bách lại nói. Đưa dì vào trong thận giới đi. Với người ngoài nói là dì đi thôn trang dưỡng bệnh, còn thì giữ mặt mũi cho cả ba nhà. Thịnh Hoàng lại nở nụ cười, rồi lập tức cau mày nói. Nhưng mà dượng của con muốn bỏ vợ không chỉ là ngày một ngày hai, chịu nghe vợ lẽ khuyên nhủ sao? Chịu chứ. Thứ nhất, con gái dì kim ở vương phủ đang được cưng chiều, dượng có nhiều việc phải dựa vào lão vương gia. Thứ hai, dượng được báo là vì dì hạ độc, hai nhà vương thịnh tranh cái ầm ĩ. Họ vương quyết ý muốn bảo vệ dì, mà họ thịnh... Trường Bắc lại khẽ mỉm cười. Sắp bị thuyết phục. Thịnh Hoàng đã hiểu ra, lại cười nói. Dường con nếu như không đồng ý đưa người vào trong thận giới tì, về việc này coi như là một chuyện lớn hóa nhỏ. Trường Bách lại nói. Và cha sẽ nói tiếp, lão phu nhân dù sao cũng là tỉnh lại rồi, bỏ vợ rồi sẽ ảnh hưởng tới mấy cháu trai nữa. Tới cùng là cũng không đành lòng. Ừ, cũng không thể nào bỏ vợ. Tới lúc đó chỉ sợ dường con vẫn là con thúc ép cha không thể nào nhường nhịn. Nhất định là phải đẩy người vào trong đó. Dượng Khang không nhân không chứng, chỉ ước mau mau thoát ra khỏi Khang Vương thị, chỉ có thể hùa theo. Thịnh Hoàng lễ vô cùng vỗ tay cười, khen ngợi nói. Không nghĩ tới con trai của ta lại có tài năng giống như Trần Bình. Rồi lại trêu nói. Sao con lại rõ ràng bên trong nhà họ Khang như thế chứ? Trường Bách nghiêm mặt. Họ Khang là một mối họa, sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện. Cậu cùng với cha đã nhiều lần giúp đỡ, con lại cảm thấy không ổn, sớm đã lưu tâm. Nhiều chuyện phiền toái đã được giải quyết, Thịnh Hoàng cao hứng uống hai chén rượu, sau đó không đành lòng lại than thở. Ai, cuối cùng thì vẫn là dì ruột của con. Nếu như không phải là em con náo loạn lên tình trạng này, cha thực sự cũng là không đành lòng nhẫn tâm. Ai biết Trường Bách nghiêm nghị nói. Lời của cha sai rồi, dù cho em gái của con không làm lớn, nhưng con nhất định cũng sẽ truy cứu. Thịnh Hoàng lại ngẩn người, khóe môi khẽ nhếch. Đây là vì sao? Vậy chẳng lẽ cha muốn cả đời bị áp chế sao? Trường Bách lại rót thêm rượu cho Thịnh Hoành. Việc này lúc mới phát sinh, lý là ở chỗ chúng ta. Sau này có nhắc lại, cha tránh khỏi mang tiếng thất lễ với mẹ cả, lạnh bạc vong ân. May nhờ chuyện này đã vỡ lở ra, nếu như không tới, khi mà bà nội xuất quất núi rồi, có người lại muốn lôi chuyện này ra, không chết thì cũng thành họa. Việc này đã bị che giấu rồi, ai sẽ nhắc lại chứ? Thịnh Hoành không rõ, dì Khang cùng với họ Vương đều ước muốn chôn biến đi ấy chứ. Họ Từ, và còn khối người nữa. Thịnh Hoành lại bật cười. Lão phu nhân đã đoạn tuyệt với nhà mẹ đẻ từ lâu rồi, họ Từ sao tự dưng lại nổi lòng bất bình chứ? Vậy nếu như người phía sau sai sử thì sao? Trường Bách lạnh nhạt nói. Lúc thuận lợi đương nhiên là không có người nào nhắc, nhưng nếu như rơi vào trong thời điểm quan trọng thì sao? Nếu là con thì sẽ giữ chuyện này lại. Vào lúc quyết định, xuyên cho một đao. Thịnh Hoàng im lặng, ngẫm nghĩ lại, không khỏi rơi mồ hôi lạnh, nhớ tới chuyện xưa. Năm mình thi hội, Nguyên Các Lão cùng với Tống Các Lão tranh chức thủ phụ, hai người cân sức cân tài, tiền đế cũng đã bị làm khó. Lúc này chợt có ngôn quan bẩm lên, tố Nguyên Các Lão nuốt hết gia sản của anh cả quá cố, ép chị dâu tức chết. Kỳ thực, chị dâu thân thể vốn đã nhiều bệnh, lại còn không có con không cái, cũng là không có khả năng buồn bã bi thương quá độ mà qua đời. Nhưng mà nhà mẹ đẻ có người nhảy ra kêu oan, còn lôi tới rất nhiều thân chứng giống như thật, cắn trộm một cái ngập đến tận ba phần xương. Nguyên Các Lão bèn phải bại trận như vậy. Việc này vốn là không bưng biết được. Trưởng Bách lại gằn giọng. Đừng có nói là dì Khang, người của dì biết chuyện này cũng không ít. Mấy quản sự bà hầu, chỉ một ngày là em sáu sẽ tra hỏi ra, huống hồ là những người có mưu đồ. Từ thời niên thiếu, Thịnh Hoàng đã có lòng muốn làm rạng danh cửa nhà, mong con cháu tương lai có tiền đồ, có địa vị.
tại sao lại để việc này liên lụy được? Nghe con trai nói xong càng nghĩ càng sợ. Không chỉ như vậy, còn có gì khăng. Tương lai bà ấy sẽ lấy ra để mà áp chế cha chứ. Tới lúc đó, nhân chứng vật chứng không còn tra ra được nữa. Dì vô cáo là mẹ hạ độc, cha vì danh vọng quan trường cho nên che giấu chân tướng. Thịnh Hoàng lại vỗ bàn giận dữ. Mụ đàn bà điêu ngoa đó làm sao mà dám? Bà ta đã tới hạ độc nhà ta, thân thích mà cũng dám làm. Vậy thì còn gì mà không dám chứ? Theo Trường Bách, đầu óc bà Khang đã đảo điên, ác độc đến điên cuồng khó mà tưởng tượng. Theo độ ngông cuồng của bà ta, phàm là đắc tội với bà ta hà tất sẽ phải chịu khổ. Phàm là chắn đường bà ta cũng sẽ phải tiêu diệt. Từ mấy năm trước đã lên nên nhốt lại luôn rồi. Tính về lâu về dài, càng phải giải quyết nhanh chóng. Tới phủ nội vụ một chuyến, tương lai sẽ có người nhắc lại. Cha liền sẽ có lời giải thích. Thủ phạm đã đền tội rồi. Phu nhân ở từ đường sám hối nhiều năm. Mọi người ở quê đều có thể làm chứng. Sau này bà nội lấy thần khí, xử lý người bên dì sạch sẽ. Việc này cũng coi như thỏa đáng. Thịnh Hoài ngơ ngác nhìn con trai, lòng vừa vui mừng lại vừa kiêu ngạo. Càng nhìn con trai càng giống ông bố vợ đã qua đời. Xưa này miệng kín như hổ lô, lúc cần lại nói mạch lạc rõ ràng, có tình có lý, khiến cho người ta phải tâm phục khẩu phục và khâm phục. Tuy hợp tính với con thứ Trường Phong, nhưng mà ông ta nể trọng tín nhiệm nhất vẫn là con cả. Dù là làm người hay làm quan, bàn về độ lão luyện tháo vát, hai đứa con nhỏ đều kém xa thằng cả. Tương lai mình về già, gia tộc đều dựa vào con cả chống đỡ. Dù Vương thị có bao nhiêu chỗ không tốt, có thể sinh cho ông ta một đứa con trai có khả năng như vậy đã là lãi lắm rồi. Vì vậy, cha không thể nào nhượng bộ được. Mấy ngày tới nhất định là phải vững vàng. Trường Bắc dặn đi dặn lại. Thịnh Hoàng đã vững, vỗ ấm ở trên bàn, lại cắn răng nói. Khang Vương thị không nhốt lại không được. Trường Bắc thừa thái thừa phào nhẹ nhõm. Anh ấy hiểu cha mình vẫn còn hơn ông ta hiểu chính mình. Về mặt tình cảm xưa này Thịnh Hoàng vẫn luôn luôn không phân phải trái. Chỉ có lợi ích thực tế mới có thể làm kiên định lòng quyết tâm của ông ta. Rời khỏi thư phòng, đón gió mát chậm rãi bước tới. Trong vô thức đã tới sân của mẹ. Trường Bách suy nghĩ chốc lát, xua tay bảo đứa ở bà hầu không được thông báo. Nhẹ nhàng tới bên cửa sổ phòng mẹ, đang muốn mở miệng gọi, lại chợt nghe bên trong có tiếng thổn thức. Phu nhân của tôi à, đừng có khóc nữa. Vợ Lưu Côn khuyên nhủ. Vương thị khóc ròng ròng nói. Tôi không đi. Không có đi, không có đi. Chính là không đi. 10 năm còn không bằng cho tôi cây kéo, tự kết liễu luôn lúc này cho xong. Cái đồ nghiệp chướng đó, tôi vất vả 10 tháng bụng mang dạ chửa sinh nó ra. Thế mà nó cũng nhẫn tâm. Vợ Lưu Côn lại khẽ thở dài. Phu nhân hay là cứ đi thôi. Cậu cả cũng là vì bà mà. Sao lại nói thế? Tôi xem nó một lòng chỉ nghĩ tới thỏ an đường, quên luôn cả mẹ ruột rồi. Thằng nhóc đúng là không có lương tâm. Vợ Lưu Côn nói. Phu nhân bây giờ cứ nghĩ mà xem, người không phải là dì Khang, có thể phủi tay là xong. Lão phu nhân đã tốt lên rồi, người còn phải hầu hạ dưới gối. Sau này lão phu nhân nói thế nào, làm thế nào cũng chỉ đành phải cảm tạ mà chịu đựng. Vì lẽ đó không bằng chịu phạt nặng một hồi. Mấy năm sau trở về, sự tình đã qua từ lâu, ngài cũng đã nhận lỗi, chịu phạt, coi như cũng cho qua. Vương thị lại nức nở hồi lâu, lại ngập ngừng nói. Nói thật, tôi cũng cảm thấy vô cùng lúng túng. Nếu như sau này mà trở lại, bà ấy vẫn làm khó dễ tôi thì sao? Vợ Lưu Côn lại cười nói. Tôi thấy lão phu nhân không phải là người cứng rắn đâu. Hơn nữa, ngài đã chịu phạt rồi. Lão già cùng với cậu cả cũng hiểu ở trong lòng. Huống chi... Bà ta lại cười khổ. Ngài không đi, cậu cả đành phải từ quan. Vương thị cả giận nói. Nó thích từ thì cứ từ đi. Lại còn dám đem cái chuyện này ra để ép uổng mẹ nó sao? Vợ Lưu Côn vẫn khuyên nhủ. Phu nhân đừng có nói như thế. Phu nhân cũng thấy đấy. Dù là họ Vương hay là lão gia thì thế nào, thể diện nửa đời sau, phu nhân phải dựa vào cậu cả. Dựa cậu cả đang ngày đêm phải khổ công học tập đây. Nếu như cậu cả nhất định không có lay chuyển, sau này họ Thịnh chẳng phải là dựa toàn bộ vào cậu Phong sao? Không chừng dì Lâm lại còn muốn quay lại đây nữa. Vừa nghe tới mấy chữ dì Lâm, Vương thị lập tức ngừng khóc, lạnh mắng. Con tiện tì đó cứ nằm mơ đi. Phu nhân hiểu như vậy là tốt rồi. Chúng ta đi Hiệu Dương nơi thôn giã, coi như cũng là bảo dưỡng thân thể. Nói thật, chỉ cần đường làm quan của cậu cả thanh thang, tiền đồ vẫn tốt đẹp. Ở quê ai mà dám ngạo mạn bất kính với phu nhân chứ. Ngay cả bác dâu trưởng cũng phải lạy kính ngài không phải sao? Vương thị dao động, nghĩ trái lo phải,
lại gục xuống bằng bàn khóc ròng. Tôi thực sự là không có muốn đi. Nơi đó tôi không có quen, chỉ là một mình đơn độc. Phu nhân à, tôi sẽ đi theo phu nhân mà. Vương thị vừa mừng vừa lo. Chị Lưu. Làm bà hầu quản sự có thể diện giống như bà ta, lại sẵn lòng bỏ nơi kinh thành phồn hoa, theo mình đi am miếu nơi thôn quê quạnh quẽ sao? Con trai con gái tôi đều đã lập gia đình, không có tôi thì không sao. Cha bọn nó giúp phu nhân quản điển trang, tôi đi theo phu nhân đọc kinh ăn chay cũng được. Vợ Lưu Côn lại cười nói. Nói ra, phu nhân sao có thể thiếu chân sai vặt là tôi đây được? Vương thị lại bật cười, trên mặt hòa lẫn son phấn và nước mắt, buồn bã khóc. Chị gái tốt của tôi à? Tôi đúng là bị quỷ ám, mắt cũng mù rồi. Chị khuyên bảo tôi bao nhiêu, đều là lời hay ý tốt. Nhưng mà tôi lại không có nghe lọt tai. Trường Bách đứng ngoài cửa, bên trong mẹ cùng với vợ Lưu Côn đang nói chuyện, lúc khóc lúc cười. Ngay một hồi anh ta im lặng rời đi, ra ngoài viện hít sâu một hơi lạnh lạnh. Bản tính anh ta ít lời, hôm nay đã nói rất nhiều rồi, đã vô cùng mệt mỏi. Chậm rãi lê chân cúi đầu bước đi. Ánh trăng dịu nhạt phủ một lớp bạc ở trong vườn. Đi được nửa đường, lại thấy gã sai vặt Hãn Ngưu đang đứng chờ, vẻ mặt lo lắng. Cậu cả, cậu cuối cùng đã về rồi, mợ cả chờ cậu từ lâu. Tôi tới phòng gác cổng nói cậu đi tìm lão già. Tôi thử phòng thấy mấy cái gã sai vặt lại nói là cậu đi tìm phu nhân. Hãn Nghiêu lại cười cười chạy tới bên người Trường Bách. Trường Bách gật đầu, mặt lại nhìn về phía trước. Hãn Nghiêu rõ ràng đây là ý trở về nhà, lập tức cầm đèn lồng đi trước dẫn đường. Đi được một lúc ở bên hồ, lại chợt thấy phía đối diện có hai bóng người đang chậm rãi tàn bộ. Một cao một thấp, nhìn ra là một đôi nam nữ. Trường Bách dừng bước. Bóng đêm mông lung làm cho anh ấy nhìn không rõ. Anh ấy lắc đầu, hất hàm về phía đối diện. Hãn Ngưu hiểu ý nói. Đó là cô Sáu cùng với chồng, vừa rồi lúc tôi đi tìm cậu có đụng phải. Hôm nay trời đêm rất mát, ánh sao trăng sáng, hầu ra cùng với cô Sáu toàn bộ tiêu cơm. Nhớ lại dăm ba câu, ba lời lúc đó, hình như cô Sáu lười biếng, chỉ muốn về nhà đi ngủ. Cố hầu lại thấy ăn xong liền ngủ không tốt, bèn phải lôi phát đi. Trường Bách lại nhìn người đối diện có vẻ nhàn hạ thoải mái. Anh ta im lặng hồi lâu, lại cúi mình xuống một tảng đá lớn bên ao. Hãn Ngưu lại run rẩy. Cậu lại không trở về nhà luôn sao? Trường Bách gật đầu. Hãn Ngưu lại khó xử nói. Vậy chỗ mở cả nên nói thế nào? Trường Bách lại vỗ vỗ vào tảng đá bên cạnh, lại ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Hãn Ngưu phát huy bao nhiêu năm kinh nghiệm, lại bạo gan đoán. Ý của cậu là... mời mợ cả cũng tới, à, ngắm trăng. Trường Bách lại nhấc chân, quệt vào mấy hòn đá trên đất. Ruột gan Hãn Ngưu lại xoắn lại, tiếp tục cố gắng hiểu. Ấy, còn là muốn tản bộ, khoác thêm quần áo. Trường Bách cuối cùng cũng gật đầu, phất tay cho đi. Hãn Ngưu chảy mồ hôi chạy đi. Xong rồi, cậu chủ hôm nay nói nhiều lắm, không biết mất mấy ngày mới có thể trở lại bình thường nữa. Mợ cả, mợ đúng là phi phàm. Hết chương. Chương 201. Đạo thế gian, đạo đạo đạo. Hai hôm sau, Dượng Khang và Vương Đáo phu nhân lần lượt tới nhà. Trường Bách sai người nhắn cho Minh Lan. Chuyện này có cha và chồng em rồi, em chỉ cần dốc sức chăm sóc cho lão phu nhân vậy là được. Đương nhiên cả câu hoàn chỉnh dài như vậy là kết quả mà Hãn Ngưu và Hải Thị cùng nhau phát huy trí tưởng tượng. Minh Lan cũng không phải người lắm điều, bên ngoan ngoãn nghe lời rú rú trong thọ an đường trò chuyện, trêu đùa, dỗ vui bà nội, ngồi đầu giường đọc hai quyển kinh Phật, thỉnh thoảng lại thăm dò tin tức. Nghe Tiểu Đào nói, hai ngày nay lão gia Thịnh Hoành xử sự rất hay. Lúc Dượng Khang tới, ông ta thản nhiên liên tục nói chuyện đã dàn xếp hộn ổn thỏa rồi, dù sao cũng không nên để cho con gái họ Vương bị bỏ. Họ Vương biết làm thế nào, lại còn chủ động bảo Dượng Khang đưa gì về nhà. Dượng Khang sợ đến vỡ mật, chị em bà xã cực phẩm lại trỗi dậy từ chỗ chết lần thứ N, bèn thề với trời, chủ động yêu cầu đưa vợ vào trong thận giới tì, rồi chuồn nhanh như tia chớp. Lúc Vương lão phu nhân tới, Thịnh Hoàng lại sôi sục căm phẫn, mở miệng đạo lý thánh ngân, ngậm miệng chửi đất chứng giám. Trích dẫn kinh sử, nói thái độ bốc khóc ỉ ôi, thậm chí cả đoạn tuyệt với họ Vương cũng nhất định lại phải trừng phạt Khang Vương thị ra trò. Quan trọng nhất là, Vương thị hiên ngang lẫm liệt bước ra, tỏ vẻ giống như liệt sĩ sẵn sàng đến từ đường niệm kinh 10 năm để mà sám hối tội lỗi. Vương lão phu nhân định khuyên nhủ thêm, con gái đã lạnh lùng bỏ đi,
chẳng thèm liếc mẹ già thêm một cái. Vương lão phu nhân hết cách, biết việc không thể nào vãn hồi, bèn gật đầu vọng bằng lòng. Vào buổi trưa của ngày hè, canh giữ trước cửa là một chuyện hết sức vất vả. Thừa dịp được nghỉ, Tiểu Đào lại mời Hán Nghiêu ăn bát chè đậu xanh ướp lạnh, thuận tiện nghe ngóng tình hình vợ chồng Trường Bách dạo gần đây. Hai hôm nay cậu cả chỉ nói được mỗi năm câu thôi. Hán Nghiêu kể lệ lại gian khổ. Ngọc Yến bên cạnh mợ cả bảo 3-4 ngày nữa sẽ trở lại bình thường. Tôi nghĩ là có khi phải 10 ngày nửa tháng ấy chứ. Mấy hôm nay hắn thực sự là khổ sở lắm. Hu hu hu. Đến hôm thứ ba, ba nhà tề tụ ở Phủ Thịnh thương lượng càng kỹ càng. Vương lão phu nhân đồng ý đưa con gái vào trong Thận Giới Tì. Dượng Khang liên tục bảo đảm tuyệt đối không bạc đãi con cái của vợ. Thịnh Hoành cam đoan đối xử tốt với mấy đứa cháu như cũ. Buổi chiều cùng ngày, mọi người che chắn xe ngựa, chọn đường nhỏ vắng vẻ tới phủ nội vụ. Trưởng quan Thận Giới Tì là thái giám kiến thức phong phú, thêm vào đó Cố Đình Diệp đã chuẩn bị từ trước. Hắn cũng không hỏi Khang Vương thị phạm phải sai lầm gì, chỉ bảo nhà mẹ đẻ nhà chồng đồng loạt đóng dấu ký tên vào trong công văn, sau đó cất giọng thé thé tuyên bố cho xong chuyện, không thể nào thay đổi được nữa. Dì Khang bị bịt miệng trói gô ném lên trên xe ngựa, trải qua một con đường lát gạch hẻo lánh nhỏ, rậm rạp cây cỏ, hai bên đường dày đặc gạch xanh cao vút, xa xa thoáng thấy hàng gạch ngói màu vàng son. Bà ta vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đến khi nhìn thấy mấy bà hầu mặc quần áo thô cứng, vẻ mặt hờ hững lôi qua cánh cửa sơn đen vắng vẻ, lại đi vào trong căn phòng đơn sơ lạnh lùng, bà ta mới bắt đầu giãy giụa. Người nhà họ Vương không yên tâm bèn đi theo. Vương lão phu nhân lại nước mắt giàn giụa. Con à, đây là Thận Giới Tì, con ở chỗ này mà sống yên ổn đi, mẹ sẽ thường tới. Tựa như là một tiếng sấm rền bên tai, câu nói kế tiếp Khang Vương thị lại không nghe rõ. Thận Giới Tì là nơi nào chứ? Bản thân sống an nhàn từ nhỏ, làm sao mà chịu được một cuộc sống không bằng heo chó như vậy? Bà ta khóc tù tù, bà hầu vừa tháo tấm vải ra khỏi miệng, bà ta bèn la hét. Tại sao lại đưa tôi đến chỗ này? Bà mà là mẹ sao? Anh mà là anh trai à? Các người định giết chết tôi có phải không? Đúng là nhẫn tâm, thấy họ thịnh phú quý, bèn mặc kệ máu mùi ruột già rồi. Đôi mắt bà ta cứ ứ máu, như là phát điên, tự hồ giống như con thú muốn xé toang thịt người, làm cho mẹ con họ Vương sợ hãi lùi về phía sau. Bà không chịu cứu tôi thì bà sinh tôi ra để làm cái gì? Bà trông coi cha tôi chặt chẽ, bà dạy tôi phải hiền lành rộng lượng. Tôi không có theo ý bà bèn bỏ rơi tôi chứ gì? Bà không phải là mẹ tôi, cái đồ lòng muông dạ thú. Con gái út căm ghét mình, con gái lớn oán hận mình. Vương lão phu nhân cuối cùng không chống đỡ nổi, ho ra một ngụm máu tươi, lại ngất xỉu. Cậu Vương vội vã đỡ lấy, gọi liên tục, thấy mẹ bất tỉnh nhân sự, mặt vàng như tờ giấy bèn giật em gái. Mẹ khốn khổ vì cô đối xử với mẹ như thế à? Tôi không phải là anh trai của cô sao? Được được được, từ nay về sau, cô cũng không phải là em gái của tôi nữa. Dứt lời, bèn cõng mẹ ra ngoài, trong nhất thời rối bời hỗn loạn. Mọi người đi bằng sạch. Một nữ hoa quan mặc trang phục màu trắng chậm rãi đi ra khỏi góc phòng, cất giọng thâm trầm. Cái loại ngỗ nghịch bất hiếu như vậy phải quản giáo kỹ càng mới được. Khang Vương thị toàn mở mồm mắng, nữ quan bèn giang tay tát cho bà ta hai cái bạt tai rất mạnh, khiến cho bà ta ù hết cả tai. Song bà ta vẫn không phục, mới thốt ra hai chữ tiện tì, bèn bị nữ quan đó lấy miếng gỗ từ bà hầu bên cạnh quật xuống má Khang Vương thị, đánh đến độ chục cái, gò má chảy máu sưng đỏ, khóe miệng nát bươm. Nếu như mi vẫn còn dám lớn lối, ta sẽ đánh mi tiếp, xem tính tình của mi cứng hay là miếng gỗ của ta cứng hơn. Nữ quan thản nhiên. Khang Vương thị đau đến tê dại nửa gương mặt, mấy độ suýt chút nữa thì hôn mê, xong lại bị trói chặt không thể nào nhúc nhích, đành phải cắn răng kêu. Muốn tao ngồi yên chịu sỉ nhục sao? Thà rằng tao chết đi. Nữ quan lại chẳng hề biến sắc, lạnh lùng nói. Ta khuyên mi đừng có mà dở trò cho đòi chết. Chỗ này nhiều người chết lắm, thêm mi nữa cũng là chẳng nhiều hơn là bao đâu. Đương nhiên còn sống càng tốt, bọn họ lại được thêm một phần cung phụng. Nói xong rồi, xoay người ra ngoài. Ba bốn bà hầu to khỏe thô quịch đồng loạt xông lên, nhanh chóng lột bỏ Khang Vương thị cho sạch sẽ. Giật hết gấm vóc lụa là lại, ném một bộ quần áo thô xuống. Khang Vương thị xấu hổ tức giận khôn nguôi, nhưng mà không dám trần truồng đi ra ngoài. Bèn cố nén đau đớn ở trên mặt, vừa chửi thầm vừa tức tối, mặc bộ đồ hôi mùi bốc mốc vào. Cửa sổ đóng chặt tứ phía, yên tĩnh lên độ làm cho lòng người phải hoảng hốt. Khang Vương thị lại càng ngày càng sợ, chẳng lẽ nửa đời còn lại bà ta sẽ bị nhốt ở trong quái quỷ này sao? Không không, bà ta không thể đâu, nhất định là phải đi ra ngoài đã. Nửa đời trước gặp bao nhiêu hiểm trở, bà ta đã luôn vượt qua được,
lần này tất nhiên cũng như thế. Đừng có mà hòng bắt nạt được bà ta. Bà ta là con gái cả của họ Vương ở Lan Khuê cơ mà. Bấy giờ, kéo kẹt vang lên, cửa mở ra một nửa. Một người phụ nữ trung niên đột nhiên bước vào. Mắt Khang Vương Thị vụt sáng. Bà ta xông lên cầm lấy tay người tới. Chị dâu, may mà chị tới rồi. Em... Mợ Vương nhẹ nhàng gạt tay của bà ta ra. Hài lòng đánh giá đôi má sưng tấy và quần áo rách nát của cô em chồng. Lại thong thả nói. Tôi tới để tạm biệt cô. Vốn dĩ là mẹ nói. Nhưng mà giờ đã bị cô chọc tức bất tỉnh nhân sự rồi. Vậy cho nên đành phải tới lượt tôi. Khang Vương Thị khóc lóc. Ban nãy thì là em bị hồ đồ, cho nên mới mắng nhức mẹ thôi. Bảo mẹ phải tới thăm em đi, em nhất định là dập đầu nhận lỗi. Anh trai cũng đang giận em. Xin chị dâu hãy nói giúp vài lời đi. Cứu em ra với. Cô lại nói đùa rồi. Cô học rộng tài cao, làm sao mà không biết quy củ của thận giới ti chứ. Hễ đã vào, trừ phí có mệnh lệnh của hoàng thượng. Còn không, vậy thì cô ra ngoài kiểu gì? Lẽ nào cô muốn chúng tôi vào cung cướp người sao? Mợ Vương lại che tay áo cười. Khang Vương Thị cố gắng lay động chị dâu, lại vội vã nói. Vậy bảo anh trai đến cầu hoàng thượng. Mợ Vương lại càng cười ngặt nghẽo. Cháu ơi, cô mạnh miệng thế. Đáng tiếc anh trai của cô là vị quan nhỏ tí tẹo, mỗi ngày khó lắm mới được diện kiến mặt rồng, càng khỏi bàn tới cái chuyện mở miệng cầu xin ân điển. Khang Vương Thị lại giận dữ kêu gào. Cha em là nguyên lão tam triều, linh vị được cung phụng tại Thanh Dần Các. Hoàng thượng lại không thể nào khai thần cho em sao? Vua nào triều thần đó, vậy cô cho rằng bây giờ là năm tháng nào chứ? Hơn nữa, mấy năm trước, cậu ba nhà họ Cao đã bị xử phạt rồi. Chẳng phải cha hắn cũng là nguyên lão tam triều đó còn gì? Khang Vương Thị chán nản buông tay, lại sợ hãi lẫn lộn. Vậy chẳng lẽ thực sự không có ai cầu xin hoàng thượng được sao? Mợ Vương lạnh nhạt. Trong số họ hàng, chỉ có hai người có thể mở lời với hoàng thượng. Một là Cố Hầu gia, một là lão An Dương Vương gia. Bà ta lại mỉm cười. Vậy cô nghĩ xem, cô Sáu sẽ nhờ chồng đi cầu ân điển, hay là đứa con thứ của cô sẽ mong cô được ra ngoài? Bình Lan hận mình nghiến răng nghiến lợi. Khang Vương Thị đương nhiên là biết, chỉ còn nước khao khát. Giấy bán thần của dì Kim vẫn là còn ở trong tay của em cơ mà. Còn doanh chết tiệt đó lại dám không nghe lời, em sẽ bán mẹ nó đi. Vợ Vương lại thầm thấy khôi hài, lại lắc đầu cười nói. Cô bán được ai chứ? Trái lại những kẻ tâm phúc của cô, kể cả Kỳ Mama, tất cả đều đã bị bán đi rồi. Tại sao? Mợ Vương nói. Vậy cô cho rằng họ Vương sẽ giữ lại những kẻ mà biết việc này sao? Huống chi, đám nô bộc này chẳng những là không khuyên được cô, mà lại còn giúp đỡ xúi giục. Mẹ lại còn chút giận lên bọn họ nữa ấy chứ. Khang Vương Thị hết cách, dậm chân khóc lóc, vào đầu bứt tai. Em mặc kệ đó. Dù sao, em nhất định là phải ra ngoài. Chị bảo mẹ nghĩ cách đi, bảo anh trai nghĩ cách đi. Đưa bạc, hứa cho người ta chức quan, đi nhờ vả bạn bè quan lại với cha lúc còn sống ấy. Mợ Vương lại chặn ngang những lời bệnh bạ của bà ta. Thôi đừng có nằm mơ nữa, cô không có ra ngoài được đâu. Cô nghĩ xem tại sao cô lại phải vào đây chứ. Bà ta lại cười lạnh lùng, buông giọng châm chọc. Lúc nghe chuyện này, em rể quả thực là muốn viết giấy bỏ vợ, hoặc là một tấm lụa trắng cho cô tự kết thúc. Họ Thịnh cũng không chịu bỏ qua. Vì vậy, thể diện của họ Vương cũng vì giữ tính mạng cho cô, đành phải đưa cô vào đây đó. Khang Vương Thị giận dữ. Tôi biết mẹ vì thể diện nhà họ Vương cơ mà. Họ Vương, họ Khang muốn bỏ tôi thì cũng được. Tôi rời nhà họ Khang vẫn sống được, còn hơn là ở đây chịu khổ. Họ Vương lại không chỉ có một mình cô. Mẹ lại còn có con cháu cần phải để ý chứ. Vậy cô tưởng cô là ai? Phượng Hoàng Vàng hay là con vua cháu chúa vậy? Mợ Vương chế giễu, đúng là cái đồ coi trời bằng vung. Khang Vương Thị lại oán giận ngẩng đầu. Chị dâu đúng là sung sướng nhỉ? Chị mong tôi thê thảm như thế thôi chứ gì? Tất nhiên. Mợ Vương thản nhiên thừa nhận. Khang Vương Thị lại tức tối. Chị... Mọi người đều nói rằng bảo kết thông gia với họ Vương là chuyện tốt. Mẹ chồng và chồng đều là người nhã nhặn. Ai ngờ đã đụng phải cô em chồng như cô. Mợ Vương lại vén tóc mai, ẩn dưới gương mặt bình tĩnh là sự giận hờn bao nhiêu năm qua. Tôi lại vốn biết nhà chồng tương lai có hai cô em gái. Tôi lại chẳng có chị em ruột, luôn muốn coi các cô như là ruột thịt, cả nhà hòa thuận. Nhưng mà từ khi tôi vào cửa tới giờ, cô luôn khiêu khích tôi trước mặt của mẹ,
bắt bẻ mọi cách, bắt tôi phải theo quy củ. Bây giờ lại còn giở trò chia rẽ tôi với anh trai cô. Cô lại tưởng tôi không biết sao? Tôi biết hết, nhưng mà tôi không có cách, đành phải nghĩ mọi biện pháp lấy lòng cô, thậm chí lấy lòng đứa ở, lấy lòng bà hầu bên cạnh cô. Nhớ tới những ngày nhục nhã đó, nỗi hận của Mợ Vương lại càng tăng lên. Năm đó, tôi vừa sinh chị cả của thằng Hiếu, cô bèn xúi giục mẹ chồng cho chồng tôi hai đứa vợ bé. Tôi đã khóc thầm bao bận, ban đêm sợ hãi rồi tỉnh dậy. May mà anh trai cô ôn hòa hiền hậu, mẹ cũng là một người rõ ràng mới không có nghe lời của cô. Cô trái lại là còn không vui. Tính của cô từ nhỏ đã như vậy rồi, người người đều phải nghe theo cô. Nhìn sắc mặt của cô, phải đội cô lên đầu. Hễ không nghe là cô bèn giận lấy. Chưa từng nghe nói có cô em chồng nào chưa lấy chồng mà lại còn dám nhúng tay vào việc trong phòng của anh trai chị dâu. Tôi đúng là được mở rộng tầm mắt. Bắp thịt trên gò má của Khang Vương Thị lại hơi run. Bà ta xưa nay không để chị dâu vào trong mắt, nhưng không ngờ. Ngàn trông vạn trông, cuối cùng thì cô cũng đã lấy chồng. Đâu có dè. Mợ Vương lại nhìn bà ta bằng ánh mắt chế nhạo. Cô lại thích pho tượng Bạch Ngọc Tống Tử Quan Âm của tôi. Pho tượng đó vốn là do mẹ tôi đi ba bước dập đầu một bước để xin từ núi Phong Hà mới được. Cô lại bảo cô thích, lại còn bảo nếu như không lấy thì cô sẽ không có lấy chồng. Tôi vẫn lại phải tươi cười hai tay dâng lên. Đúng là tạ ơn trời đất, sau đó tôi vẫn có Hữu Nhi. Nhưng mà từ hôm đó tôi đã cực kỳ căm hận cô từ tận trong đáy lòng rồi. Nhớ tới mẹ lo lắng bản thân mãi vẫn chưa sinh con trai, tới núi Phong Hà thành kính lễ bái, khấu đầu quỳ lạy thương tích đầy mình. Bà ấy bất giác nghiến răng nghiến lợi, mặt mày lộ ra vẻ dữ dằn. Khang Vương Thị lại sực nhớ ra một chuyện, lại la lên. Không có được gây khó dễ cho Nguyên Nhi. Chị mà tức giận thì cứ trút lên đầu tôi đây này. Mợ Vương lại ngửa cổ cười to, cười gần như chảy nước mắt. Trước đây tôi vẫn còn không có dám động vào nó. Chỉ nghĩ lấy vợ bé cho con tôi thôi thế là được rồi. Nhưng bây giờ thì sao? Cô cứ yên tâm đi, trở về tôi sẽ tìm người trong sạch, lấy cho Hiếu Nhi một bình thê. Bình thê? Chị dám sao? Dì Khang tiến lên lôi vạt áo của bà ấy, lại gào thét điên cuồng. Nguyên Nhi sinh được hay không vẫn còn chưa biết. Dù nó có không sinh được, cho dù đứa hầu hạ, vậy là được rồi. Còn phải để cho con bỏ mẹ sao? Mợ Vương lại gạt mạnh tay ra, lạnh lùng nói. Cô tưởng cô vẫn là con gái cả họ Vương Mưu, hô mưu gọi gió hay sao? Đúng là không có tự soi gương xem nhỉ. Tôi nói cho cô biết nhé, Nguyên Nhi chắc chắn không đẻ được. Làm sao mà chị biết? Vậy chẳng lẽ chị đã ra tay? Khang Vương Thị lại phản ứng mau lẹ, bởi vì bà ta đã quen với điều này. Đồ độc ác, nó là cháu gái của chị đó, là con dâu của chị đó. Mự Vương lại vuốt thẳng tay áo, mắt lạnh băng. Cái loại con dâu như nó, có cho vàng cho bạc tôi cũng không thèm. Chỉ hận mẹ thiên vị, tôi đành phải chịu đựng thôi. Vốn dĩ nó vẫn còn nhỏ, dạy dỗ tử tế là được. Ai ngờ. Từ lúc vào cửa nó đang ngang ngược và vô lễ, tôi mới răn dạy nó vài câu, nó bèn về nhà cô mất lẻo. Vậy cô bảo nó như thế nào nhỉ? Khang Vương Thị lại nhớ lại chuyện bí ẩn đó, liền toát mồ hôi hột. Mợ Vương lạnh giọng nói. Cô bảo nó, mẹ chồng lớn tuổi không quản được việc trong nhà, cha con Hiếu Nhi lại đều là người thành thật. Chỉ cần tôi chết, tới lúc đó chẳng ai quản thúc được nó. Nó lại còn nắm hết cả họ Vương trong tay. Cô còn cho nó bao nhiêu thứ hay lắm cơ. Nhưng mà đáng tiếc con gái của cô chỉ học được cái thói độc ác, lại không học được cái cách mưu tính, dễ dàng tin kẻ bên cạnh, rơi vào trong thòng lọng của tôi. Bà ta lại đột nhiên ngẩng đầu. Người không phạm ta, ta sẽ không phạm người. Nguyên Nhi không có cơ hội ra tay với tôi lại có đấy. Tôi sai người đến Lầu Xanh tìm thuốc hay nhất về cho nó uống. Đời này, nó đừng có hòng sinh được con, đừng có hòng sinh được cái. Khang Vương Thị hét lên, vươn 10 ngón tay nhọn hoắt lao vào. Nhưng mà đáng tiếc chân cảnh lảo đảo, lại bị Mợ Vương đẩy mạnh ngã sóng xoài xuống đất. Khang Vương Thị đang phải khóc kêu. Đều là ý của tôi. Nếu như chị không cam lòng, cứ việc tố cáo với mẹ, phạt nặng mẹ con chúng tôi đi. Cần gì phải ra tay với nó chứ? Mợ Vương lại cười nhạo. Tố cáo thì sao? Xưa nay mẹ đều yêu chiều cô. Lần này họ Thịnh dồn sức cả nhà mới đưa cô vào đây được. Cô giỏi thế, tôi lại chẳng dám khinh thường. Tôi sẽ phải nói với mẹ hành động độc ác của chị. Mợ Vương lại nhện cười. Th-
Hận giới ti này chắc chắn là phải tháng riêng sang năm mới mở cửa lần nữa. Tới lúc đó, cả nhà đã theo anh trai cô đến địa phương nhậm chức rồi. Dù anh trai cô không ở lại kinh thành được, nhưng mà cũng tìm được chỗ tốt lắm. Chỗ giang nam non xanh nước biếc, vừa vặn dưỡng bệnh. Nếu như không có gì bất ngờ, chắc sẽ phải ở lại vài tháng nhiệm kỳ. Bà ấy lại hạ giọng, vui vẻ nói. Lần này mẹ bị cô làm cho tức tối lắm. Thầy thuốc bảo tình hình cũng không tốt, bệnh cũ đều sẽ tái phát. Vậy cô nghĩ xem, 7-8 năm sau, bà ấy liệu còn sống không? Hoặc giả lúc đó bà ấy còn hành động nổi nữa không? Cơn lạnh lẽo tràn đầy lòng của dì Khang. Bà ta ngồi dưới đất giống như một con thú khốn đốn. Bà ta biết rõ sức khỏe của Vương lão phu nhân vốn đã bệnh lâu năm rồi. Chính vì e ngại điều đó, bà ta mới muốn mau chóng làm cho xong vài chuyện, miễn khi tương lai không còn ai bảo vệ. Khó đi nửa bước. Nào ngờ, lần này đã đụng phải sắt. Đều là do con bé họ Thịnh kia không chịu buông tha, nhất định phải điều tra cho rõ ràng. Mợ Vương lại cầm bàn tay của bà ta lên, rồi tặc lưỡi. Đôi tay của cô chăm sóc cũng tốt thật đó. Từng này tuổi rồi mà còn dục giống hệt như là một cô bé, trắng trẻo mịn màng. Sau này sẽ phải trẻ củi, giặt quần áo, làm đầy những việc nặng, rồi sẽ bị nứt da, chai tay. Chà chà, đáng tiếc thật đó. Bà ấy đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài. Doãn Nhi là một đứa lương thiện và cũng may mắn, ắt hẳn họ Thịnh sẽ không còn làm cho nó khó xử. Còn Nguyên Nhi, nó cũng xử sự ngông cuồng và hoành hoang ngang ngược. Nếu như còn phát điên nữa, tôi sẽ cho nó dưỡng bệnh hẳn một mình một sân đó. Cô cứ yên tâm đi, chỉ cần tôi còn sống, sẽ để cho nó ăn ngon mặc đẹp. Vừa đặt chân ra ngoài, đằng sau vẳng tới tiếng của Khang Vương Thị gào khóc, xen lẫn rất nhiều lời chửi mắng cay nghiệt. Nữ quan âm thầm lại gần, lại nhỏ giọng. Phu nhân chớ có phiền, tuy theo thông lệ hàng năm có thể gặp mặt thân nhân hai lần, nhưng mà quy củ đều là do người định. Tới ngày đó, có thể báo có bệnh không ra được. Nhà quyền quý đúng là lắm trò hay, bà ta hàng năm cũng có đồng ra đồng vào. Mợ Vương nghe vậy mỉm cười. Vậy thì làm phiền chị, hàng năm tôi sẽ đưa tiền cung phụng tới, có một ít lễ mọn, mong chị đừng có ghét bỏ. Chỉ cần chịu đựng đến khi Vương lão phu nhân qua đời, cho dù Khang Tấn và Doãn Nhi cũng biết chẳng sao hết, càng huống chi bà ấy đã lau sạch dấu vết rồi. Khang Vương Thị không có bằng chứng, chưa chắc đã có người tin những lời điên rồ đó. Bao nhiêu năm nhân nhượng cầu toàn, hôm nay đã được rửa nhục, Mợ Vương lại vui sướng khôn nguôi. Nghĩ thế thoát ra khỏi tai họa giống như âm hồn không tiêu tán này, chồng cũng chẳng phải là khép nép đi cậy nhờ giải quyết hậu quả. Chính mình cũng không cần tiết kiệm tiền đưa cho cậu ta tiêu xài. Cho dù ánh nắng ngày hè chói chang dọi vào trên mặt, bà ấy cũng chẳng để ý. Còn cả con trai nữa, lần này bà ấy phải chọn lựa cho cẩn thận. Xuất thân thấp kém một chút cũng không sao, chỉ cần phẩm hạnh đoan chính, xử sự rộng lượng vậy là được. Tới bên ngoài, người nhà họ Khang đã về hết, họ Thịnh cũng đi. Lại bởi vì mẹ chồng đột nhiên ốm, chồng cũng đi theo về trước. Mợ Vương ngồi ở trên một chiếc xe ngựa khác, suy nghĩ giây lát bèn không về nhà ngay, mà rẽ sang phủ Thịnh. Vào trong phủ, bà ấy tìm tới Vương Thị, an ủi khuyên nhủ hồi lâu. Vương Thị vừa sợ vừa ức, nước mắt lưng tròng tạ ơn. Em biết chị dâu tốt với em, chỉ hận chị ruột thì lại đi hãm hại em gái. Mợ Vương thở dài, dù có em chồng này tính khí cũng không tốt, nhưng mà bao nhiêu năm qua chưa từng gây khó dễ cho bà ta. Chỉ là thẳng thắn bộc trực không làm cho người khác thích nổi. Nhưng mà con gái là Như Lan thì nghe nói hiện nay càng ngày càng chứng chạc. Lúc đầu chọn Như Lan cũng không tồi. Đáng tiếc kẻ đáng ghét đó hủy hoại loại nhân duyên của con trai. Vương Thị lau nước mũi, vẫn ỉ ôi kể lể. Cái đứa nghiệt chướng nhẫn tâm của em ấy, hai hôm nay nó cứ toàn dục em lên đường, lại còn bảo cái gì mà đi sớm về sớm, sớm tích đủ 10 năm. Thằng nhãi ấy đúng là ý chí sắt đá, lại còn đưa ra một tấm thư pháp tới. Trên đó ghi 25 tháng 5, tháng 8, năm X. Đây là ngày mà nó bắt mình phải lên đường, bảo mình treo lên trên tường đến từ đường, ngày nhìn ngày thì sẽ tốt lên. Thằng nhãi đó lại còn tỏ ra hào phóng. Tháng 8 của 10 năm sau, mình có thể về sớm đến nửa tháng, đúng là dịp cả nhà ăn Tết Trung Thu. Hù hù, đây là lời mà con người thốt ra được sao? Sau khi hai thị âm thầm bảo mình rằng chỉ cần lão phu nhân hết giận, mềm lòng, lão phu nhân mà mở miệng, chưa biết chừng mình sẽ được về sớm vài năm. Còn tự tay lấy một quyển vở trắng, giấy trắng như tuyết, kẻ dẫn ô vuông đều mực tăm tắp, bảo mình mấy năm tới cố học cho nhiều chữ, chăm chỉ luyện tập thư pháp, sao chép kinh thư đưa cho lão phu nhân để tỏ lòng sám hối. Hù hù, con dâu thực sự là tốt, vừa quan tâm vừa hiếu thảo, đáng tiếc bây giờ mình chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn nó.
Chưa hết, con bé Tuệ vốn được Vương Thị chăm nom từ bé, mỗi ngày đều phải ôm bà nội ngủ. Ba hôm trước, Trưởng Bách đưa con gái đi, cháu gái tóm quần áo mình khóc lóc sướt mướt không chịu rời. Cuối cùng lại phải gỡ từng đầu ngón tay ra mới đi được. Mình lại dứt từng khúc ruột, đau lòng vô ngần, bây giờ mới hối hận thực sự. Ông trời ơi, mình không nên dạy lòng xấu xa mới đúng, không nên nghĩ xấu. Bây giờ chắc chắn là mình đang bị phạt rồi. Mợ Vương an ủi Vương Thị, lại sai bà hầu dẫn đến Thọ An đường. Bái kiến Thịnh lão phu nhân, chỉ thấy sắc mặt bà ấy càng ngày càng hồng hào, đang tựa vào đầu giường trò chuyện với Toàn Nhi. Hải Thị lại ôm đứa bé mới mấy tháng tuổi vui vẻ hàn huyên. Trưởng Bách thì đang răn dạy em gái, giọng nói quá nhỏ, không thể nào nghe được. Mợ Vương thực lòng thực dạ, nói rất nhiều lời cầu phúc, chúc bình phục. Do không rõ Thịnh lão phu nhân có biết việc hạ độc hay không, bèn không nhắc tới. Thịnh lão phu nhân mỉm cười, lại ôn tồn trò chuyện xã giao. Anh em Trưởng Bách và Hải Thị cũng đứng dậy thi lễ, chào hỏi tử tế. Thấy người nhà họ Thịnh vẫn nhã nhặn như xưa đối với mình, Mợ Vương mới yên lòng, nói thêm đôi câu bèn cáo từ. Do Hải Thị ôm em bé về, Trưởng Bách bèn dẫn Minh Lan tiến khách, đứng ở cửa ra vào. Thấy Mợ Vương khuất dần, Trưởng Bách mới quay lại toan mở miệng. Minh Lan lại ôm đầu cầu khẩn. Anh đừng có mắng em nữa. Em đã dập đầu xin lỗi với cha rồi, anh lại còn muốn thế nào nữa? Trưởng Bách nghiêm mặt. Ý ở trong lời nói, em nói còn muốn thế nào, chính là ở trong lòng vẫn không phục. Thánh nhân dạy rằng... Thôi em dạy anh à, em biết lỗi rồi. Em không có nên cố chấp phải làm to chuyện lên, không có nên làm sằng bậy, giam giữ gì, lại càng không nên to gan lớn mật bắt người. Không phải, những việc này em đều làm đúng. Trưởng Bách nói. Nếu là anh, thì anh cũng sẽ làm như vậy. Minh Lan lại kinh ngạc. Thế em sai ở đâu? Trưởng Bách lại búng mạnh vào trán của Minh Lan, lên giọng giáo huấn. Em không có nên ỷ vào nhà chồng quyền thế mà chống đối, làm cha sượng mặt. Dù cha không phải là, cũng là bề trên. Em vừa ép buộc vừa châm chọc, làm con mà như thế sao? Cha không phải là một người không hiểu lý lẽ. Em cố gắng phân tích thiệt hơn, chỉ rõ lợi hại trong đó. Tự nhiên cha con đồng tâm, đồng lòng ứng phó. Việc có như vậy đã điên lên đòi chết đòi sống. Vậy linh hoạt thường ngày đã biến đâu hết rồi. Chỉ giỏi khôn vặt thôi. Mình Lan bị mắng cho té tát, này còn không cãi lại nổi nửa câu, bèn lau bảo. Em đâu có khôn ngoan được như anh trai, mỗi việc gì hạ độc mà nói từ triều đình đến trong nhà, từ hiện thời đến vài chục năm sau. Trưởng Bách lại trừng mắt, định búng thêm một cái. Mình Lan lại vội vã rụt cổ. Em đã nhận sai rồi còn gì, vừa khóc vừa dâng trà, cha không giận em nữa rồi. Kỳ thực Thịnh Hoàng lại có bậc thang bèn leo xuống ngay. Đường nói, Mình Lan lại chợt cảm thấy buồn nôn, che miệng rộng nôn ra, lại đột nhiên lại ngừng. Bấy giờ, hai anh em đã trở lại trong phòng, thấy Lâm Thái Y đang bắt mạch cho lão phu nhân. Trưởng Bách tiếp tục dạy bảo. Lời anh nói lại rất buồn nôn sao? Thái độ nhận lỗi cực kỳ không đúng đắn. Mình Lan lắc đầu xua tay, Hải Thị thấy hơi lạ bèn quan tâm nói. Mấy hôm nay sắc mặt của em rất xấu, rồi Lâm Thái Y đang ở đây, để ông ấy khám cho em luôn xem sao. Thịnh lão phu nhân cũng lo lắng, vội vã bảo Minh Lan ngồi xuống. Lâm Thái Y hồ hởi đặt ba ngón tay xuống. Ngay lập tức, trên mặt của ông ấy lộ ra vẻ kỳ quái. Liếc nhìn Minh Lan rồi lại chuyên chú bắt mạch. Thịnh lão phu nhân lại thấy Thái Y mãi mà không nói gì, liền lên tiếng nói. Sao rồi? Sao rồi? Lâm Thái Y lại mỉm cười đứng dậy, chắp tay hớn hở. Chúc mừng lão phu nhân có tin vui. Trong nhà lại chợt yên tĩnh lại. Trưởng Bách nhìn hai ngón tay mới búng vào trán của em gái. Hải Thị lại nhìn cái bụng bằng phẳng của Minh Lan. Toàn Nhi ngắm em trai đang ngủ say như con lợn con. Minh Lan lại ngồi ở trên ghế thái sư bên cửa sổ, lại vô thức nhoẻn cười ngây ngô. Thế được bao nhiêu lâu rồi? À, hơn 2 tháng. Lâm Thái Y lại cười khổ, chưa thấy người phụ nữ nào mang thai mà mạnh mẽ như vậy. Mạch vững vàng lắm, phu nhân chớ có lo lắng. Có điều gần đây người đã hơi vất vả, nên nghỉ ngơi cho cẩn thận lại. Lại dặn dò thêm vài câu rồi không người lùi ra. Thịnh lão phu nhân thẫn thờ ngồi trên giường, trầm mặc hồi lâu. Đột nhiên bà lại nổi giận, vỗ mép giường mắng. Cháu mau lăn về nhà đi, về ngay ngày hôm nay. Nó rồi quay lại bảo phòng mama. Đi dọn đồ của nó, cả đồ của chồng nó nữa. Bà đích thân đưa nó về phủ hầu đi, giao tận tay thôi mama cho tôi. Không có được mắc sai lầm đâu. Lại bực dọc đấm mạnh vào gối đầu, lại chỉ thẳng vào Minh Lan. Cái con bé ngốc này, hai vợ chồng ăn dầm ở dề ở cái chỗ này, dám ở lại thêm một lúc nữa, bà sẽ đánh gãy cái chân của cháu đó.
Thấy bà nội thực sự tức giận, mình lan mình ba chân bốn cẳng chạy mất, ngoan ngoãn đi theo phòng mama. Hải thị lại cười cười, lôi Toàn Nhi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn hai bà cháu cộng thêm một đứa trẻ con say sưa ngủ trên giường. Dù có tỉnh lại cũng chẳng biết chuyện gì. Đúng là của nợ của tội. Thịnh lão phu nhân lại nhẫn nại lắm mới nói ra một câu. Trưởng Bách lại mỉm cười nhìn bà. Qua hồi lâu, anh ấy lại chợt quỳ xuống. Nếu như không có gì bất ngờ, lần này cháu sẽ được giữ nguyên chức vụ. Bao giờ bà lành bệnh thì hãy đi cùng với cháu nhé. Thịnh lão phu nhân lại trầm ngâm không nói. Trưởng Bách nhẹ nhàng. Bà đã biết hết rồi có phải không? Thịnh lão phu nhân lại cười khổ. Phòng ma ma không có giấu được bà. Ai à, đúng là lòng người khó lường thật. Đâu có ngờ bà từng này tuổi rồi vẫn còn gặp kỳ ngộ như vậy. Trưởng Bách ngẩng đầu. Bà nội à, bà đi nhậm chức với cháu đi. Nơi đó dù không phồn hoa như kinh thành, nhưng mà dân phong chất phác, non xanh nước biếc, phong cảnh lại tươi đẹp khác biệt. Chẳng phải bà luôn tân niệm chu du cơ mà. Vậy hãy đi cùng với cháu đi. Thịnh lão phu nhân than thở. Người luôn tâm niệm chu du khắp nơi không phải là bà, mà là Khổng ma ma. Bà ấy ốm yếu, đã đi rồi. Bà luôn luôn muốn hoàn thành tâm nguyện cho bà ấy. Vậy vừa khéo. Trường Bách nói. Cháu với vợ nhất định là sẽ hiếu thảo với bà. Nhìn đôi mắt trong sáng thấu đáo của nó, Thịnh Hoàng Lực, Thịnh lão phu nhân lại thầm thở than. Bà biết rõ tấm lòng của đứa cháu, bản thân xưa nay luôn luôn là ở trong mắt không chứa nổi một hạt cát. Lần này Thịnh Hoàng tính toán càng làm cho bà ấy không thoải mái. So với suốt ngày chạm mặt sắm vai với con hiếu mẹ hiền, không bằng dứt khoát tránh né. Mấy năm sau gặp lại cũng đã quên bớt đi vài phần. Chỉ sợ người ngoài nghe thấy lại không hay. Cha con liên quan, danh tiếng Thịnh Hoàng lại không tốt, Trưởng Bách khó tránh khỏi liên quan. Bà nội à, bà nội chớ lo, lấy cớ nơi đó có vị danh y, cháu trai sẽ mời bà tới xem bệnh vậy là được rồi. Thịnh lão phu nhân lại bật cười. Da mặt dày quá, cẩn thận là có người thực sự đến chỗ của cháu để tìm danh y đó. Trưởng Bách lại cười. Vậy thì lấy cớ danh y dạo chơi tứ biển, khám bệnh cho bà nội xong bèn đã bỏ đi rồi. Thịnh lão phu nhân lại lắc đầu cười, lại cho thấy lòng dạ rộng rãi hơn nhiều. Việc đã qua cũng không khó chịu đáng ghét như trước. Hán Ngưu đứng bên ngoài cửa nghe mà hơi mà rơi mồ hôi đầy đầu. Xong rồi, hôm nay cậu cả có vẻ lại nói rất nhiều thì phải. Hết chương.